Xin chào, mình là Ben đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ben Channel. Garou vẫn chưa thể bị đánh bại bởi cú đấm nghiêm túc của Thánh Sai. Quanh bên Ben mất chất, Saitama không đánh bại được thợ săn anh hùng và hàng tá những câu trách móc khác mà các fan hâm mộ đã hướng đến tác giả Murata cũng như là bộ truyện đấm phát chết luôn. Thế nhưng có lẽ là các bạn đã hiểu nhầm rồi đấy. Thực sự là Saitama không phải là không thể đánh bại Garou bằng cú đấm nghiêm túc, mà đúng hơn là tác giả đang hướng theo kiểu Sai Hói vẫn chưa muốn tiêu diệt thợ săn anh hùng. Sở dĩ mình nghĩ như vậy là vì nếu như theo dõi truyện gốc, bạn cũng sẽ biết trong bản truyện đó, Garou vẫn không hề bị đánh bại chỉ bởi một cú đấm nghiêm túc của Thánh Sai, mà thợ săn anh hùng vẫn có thể chiến đấu một cách dài hơi và chỉ chịu sự thất bại khi không còn gì để tiếp tục chiến đấu với Saitama nữa. Phỏng theo tình huống hiện tại của bộ truyện thì vẫn đang đi đúng hướng với những tình tiết trong bản truyện gốc. Chính vì vậy mà mình mới suy nghĩ rằng, Saitama ở thời điểm hiện tại vẫn chưa muốn tiêu diệt Garou, và hơn hết là bên cạnh tác giả Murata thì tác giả Wan vẫn đang kiểm soát nội dung của bộ truyện do ông sáng tác. Chính vì thế mà mình không nghĩ rằng Wan sẽ để cho đứa con tinh thần của mình trở nên mất chất trong mắt các fan đâu. Và để củng cố hơn cho dẫn chứng này thì hôm nay hãy cùng mình phân tích những tình tiết trong video để lý giải xem lý do vì sao mà Sai Hói vẫn chưa muốn kết liễu Garou ngay và luôn nhé. Saitama từng nhận xét, Garou rất giống một anh hùng hơn là một quái vật. Nếu như các bạn chưa quên, thì Saitama trong cái chuyện gốc lẫn của Murata thì Thánh Trọc vẫn nhiều lần công nhận rằng Garou giống với một anh hùng hơn là một quái vật, và điều này đã được Thánh Sai nhắc đi nhắc lại và nhấn mạnh trong suốt trận chiến trước khi thợ săn anh hùng được God ban cho sức mạnh và trở thành Cosmic Garou. Nếu như trong chuyện gốc, sau khi Garou với cái tuyệt đối của mình thất bại trước sức mạnh vô lý của Thánh Sai và nói ra nỗi lòng của mình, thì thợ săn anh hùng đã có được sự công nhận của Saitama rằng với ý chí về cái ác tuyệt đối của Garou, nó giống với một ý chí của anh hùng hơn là quái vật. Còn trong bản truyện của Murata thì Sai Hói thấy rõ được những hành động của Garou là hành động của một anh hùng mang danh quái vật. Garou nhiều lần xả thân để cứu chiếc máy bay đang chở các anh hùng và cậu bé Tareo khỏi rết cụ tổ, và tất cả những điều đó đã được Thánh Sai quan sát hết. Đã vậy, anh còn hợp lực cùng với chày sắt tiêu diệt thành công con quái vật rết khổng lồ này. Thế nhưng, Garou lại cứ luôn miệng nói rằng mình là quái vật, và hơn hết là ý chí của Garou về một nền hòa bình được tạo ra bởi cái ác tuyệt đối của mình đã được Sai Hói cảm nhận. Và chính vì thế mà Saitama mới nhận xét với Garou rằng anh giống với một anh hùng hơn là một quái vật. Dù cho Garou có cố gắng giải thích như thế nào, thì việc làm của anh vẫn đang là cứu giúp người dân. Thậm chí là ngay trong trận chiến với Thánh Sai, thì thợ săn anh hùng vẫn vô tình cứu được rất nhiều người, từ những người đang bị kẹt ở trong tầng hầm. Nhờ Garou đánh Sai Hói văng đi mà họ đã mở được nắp hầm và thoát chết. Đã vậy, họ còn cảm ơn thợ săn anh hùng một cách đầy tôn trọng bằng một cái gặp người. Cho đến một chiếc máy bay đang sắp bị nhấn chìm xuống đại dương, thì nhờ có trận chiến của Thánh Sai và Garou mà họ đã được cứu thoát. Và còn rất nhiều những lần vô tình khác nữa. Chính vì vậy mà những việc mà Garou đang làm chỉ càng khiến cho anh giống với một anh hùng hơn trong mắt của Saitama. Và tất nhiên là Thánh Sai với năng khiếu cà khịa thiên bẩm của mình thì đã liên tục nhắc cho Garou về việc anh giống với một anh hùng như thế nào, khiến cho anh rất tức giận. Đã vậy, Sai Hói còn nói với thợ săn anh hùng rằng thay vì giả vờ làm quái vật nhưng hành động như anh hùng thì tại sao lại không trở thành một anh hùng xịn sò luôn đi. Nghe tới đây thì chắc các bạn cũng đã thấy rằng Saitama nhìn nhận Garou như một con người như thế nào rồi đúng không? Đúng vậy, Sai Hói đang xem thợ săn anh hùng như là một anh hùng, chính vì thế mà chẳng có lý do gì để Sai Hói phải giết chết người đồng nghiệp của mình hết đúng không nào? Và thậm chí, người anh hùng này giờ đây đang bị God thao túng, thế nên lại càng không có lý do để Saitama kết liễu Garou luôn, dù cho Thánh Sai hiện tại có đang tức giận tới cỡ nào. Garou có nội tại giống với King. Một điều nữa mà Garou được Saitama tinh ý nhận xét, đó là Garou có nội tại rất giống với King Đại Đế. Và nếu như các bạn không để ý thì có thể không nhận ra, Saitama nói rằng nếu xét những vụ cứu người trong trận chiến của cả hai, thì dù không có cố tình, nhưng cuối cùng tất cả mọi chuyện mà Garou làm đều đâu vào đấy. Và ví dụ là những lần mà Garou đã cứu người như mình kể bên trên. Điều này đã khiến cho Sai Hói liên tưởng đến King Đại Đế, người mà dù chẳng có tí sức mạnh nào, thế nhưng mỗi khi mà Ngài Kiên xuất hiện là y như rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa bằng cách triệu hồi Saitama. Và cũng chính bởi điểm giống nhau này mà Saitama nhận xét nội tại của hai người rất giống nhau.
Còn nhớ khi mà Xe Hói vẫn còn đang tập tành làm anh hùng và chưa đạt tới sức mạnh như hiện tại, thì Thánh Sai đã 5 lần 7 lượt cứu Kiên thoát chết khỏi những con quái vật khổng lồ. Và cứ mỗi lần như vậy thì Kiên lại có thêm danh tiếng và được người đời tôn sùng thành người đàn ông mạnh nhất hành tinh và trở thành biểu tượng anh hùng mới sau Blast, thậm chí là danh tiếng còn vượt xa cả những anh hùng hạng 1 lớp S. Mặc dù Kiên biết rằng mình đang ăn kẻ danh hiệu của người khác, thế nhưng vì lòng tin của mọi người dành cho mình quá lớn nên anh vẫn chấp nhận đánh đổi cuộc sống bình yên của bản thân để trở thành biểu tượng anh hùng trong lòng người hâm mộ. Cũng giống như Garou, để mang đến nền hòa bình thực sự cho thế giới thì anh cũng chấp nhận trở thành quái vật để toàn thế giới phải kinh sợ mình. Và cả hai nhân vật này thì đều sẵn sàng vì người khác mà không ngại nguy hiểm, dấn thân vào biển lửa. Với Kiên Đại Đế thì ông đã sẵn sàng lao đầu ra để đối đầu với Rết Trưởng Lão hay đám quái vật cấp cao của Hiệp hội Quái vật để cầu giờ cho những người đồng đội tội nghiệp của mình có thời gian hồi sức hoặc chuẩn bị chiến đấu. Còn với Garou thì anh sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu Taro hay hợp tác với các anh hùng để chống lại Rết Hiền Nhân. Phải nói rằng Sai Hói đã có một góc nhìn rất tinh tế và thấu tình đạt lý thì mới có thể nhận thấy được sự giống nhau giữa Kiên và Garou. Và lời nhận xét của Thánh Trọc khi nói rằng Garou thực sự là một người có phẩm chất của một anh hùng là vô cùng hợp lý, đúng không nào? Saitama biết rõ Garou hiện tại đang bị kẻ nào đó thao túng. Có vẻ như Saitama đã nghi ngờ điều gì đó không ổn đang diễn ra và dường như Garou đang bị thao túng. Vì khi đang chiến đấu và bị đấm văng khỏi bộ giáp và theo lời Sai Hói nói là bộ đồ cosplay thì Garou bỗng nhiên có được sức mạnh mới và trở nên độc ác hơn trước rất nhiều. Chính vì thế mà Saitama đang muốn tìm hiểu xem lý do thực sự đằng sau việc thợ săn anh hùng độc ác như vậy là vì đâu. Cần phải biết rằng trước khi trở thành Cosmic Garou thì thợ săn anh hùng chưa bao giờ làm hại tới một ai khác ngoài các anh hùng. Thậm chí là trong lúc chiến đấu cùng với Rết Hiền Nhân thì Garou còn cứu giúp các anh hùng thoát chết. Chính vì thế mà chúng ta có thể thấy rằng chắc chắn Saitama cũng thấy Garou hiện tại không còn là Garou mà Thánh Sai vừa mới gặp lúc trước nữa. Để củng cố cho quan điểm này thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những việc tốt đẹp mà Garou đã làm được trước khi bắt tay với God nhé. Đầu tiên, như mình đã nói thì Garou đã cứu một chiếc máy bay chở anh hùng và cậu bé Taro, thêm nữa là một chiếc máy bay khác của đài truyền hình. Hành động này cho thấy rằng Garou rất quan tâm tới mạng sống của những người khác trước một con quái vật nguy hiểm như Rết Hiền Nhân và anh đang cố gắng bảo vệ họ. Thứ hai, Garou chấp nhận bắt tay cùng với Chày Sắt để tiêu diệt Rết Hiền Nhân, thậm chí là cả hai còn phối hợp rất ăn ý, khiến cho chúng ta phải vô cùng ấn tượng với bộ đôi mới này. Thậm chí là các anh hùng cũng lầm tưởng rằng Garou là một ai đó đứng về phe các anh hùng khi họ nhìn thấy nhau chiến đấu, và một lần chiến đấu với một anh hùng khác nữa, đó là với Flashy. Mặc dù không hẳn là cùng chiến đấu, mà là cả ba đối đầu với nhau, thế nhưng Garou vẫn được xem là cùng với Flashy tiêu diệt tinh trùng Bạch Kim. Và hơn hết là Garou đã cùng với các anh hùng khác đánh sập tổ chức quái vật của Psycot và Orochi. Nhưng thật đáng tiếc là chiến công này của Garou chỉ có mỗi Taro biết mà thôi. Vì thế, thật khó để cho những người khác ghi nhận nó. Và một trong những việc làm tốt cuối cùng mà mình muốn nhắc đến, đó chính là Garou đã nhiều lần cứu giúp Taro. Không chỉ cứu cậu bé này trước các quái vật, mà anh còn cứu Taro thoát chết khi các anh hùng tấn công anh ở ngôi nhà hoang trong rừng. Đã vậy, Garou còn vì Taro mà chống lại các quái vật, suýt tí nữa thì bỏ mạng vì cậu nhóc này. Chính vì thế mà có thể nói rằng, Garou, ngoại trừ việc tấn công các anh hùng ra, thì anh hầu như chẳng làm việc gì quá xấu xa, thậm chí là còn làm rất nhiều việc tốt, đúng không nào? À quên mất, là Garou còn cứu bạn thoát khỏi ớt ly nung mửa nữa. Mặc dù có vẻ như đó chỉ là tình cờ, chứ không hẳn là anh muốn như vậy. Nhưng sau tất cả những việc tốt đó thì giờ đây, Garou lại trở nên ác độc một cách đáng sợ. Chính vì vậy mà mình tin rằng Sai Hói cũng đã có những nghi vấn về sự biến đổi này của Garou. Từ đó, Thánh Sai thực sự muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến cho Garou tha hóa tới như vậy. Và để làm được điều đó, thì Saitama sẽ không thể nào giết Garou ngay, mà phải là đánh bại thợ săn anh hùng một cách đường đường chính chính, tâm phục khẩu phục, để Garou phải nói ra kẻ đứng sau sức mạnh của anh, hay ít nhất là phải biết được tại sao mà Garou lại trở nên tàn ác như vậy. Saitama giữ lời hứa với Taro. Một phần nguyên nhân mà Saitama không kết liễu Garou nữa, đó chính là lời hứa của Thánh Trọc với cậu bé Taro. Sai Hói đã hứa với Taro rằng anh sẽ ngăn Garou lại, nhưng sẽ không giết Garou. Chính vì thế mà để giữ lời hứa với cậu bé Taro, thì chắc chắn Saitama sẽ không giết thợ săn anh hùng, thay vào đó là sẽ dạy cho thanh niên trẻ trâu này một bài học ra trò mới được. Và chúng ta phải hiểu rằng, Saitama dùng từ ngăn ở đây là nói tới việc thuyết phục Garou ngừng mấy trò thợ săn anh hùng các kiểu và cải tà quy chính.
Và để làm được điều đó thì không chỉ có đánh bại Garou thôi là được, mà còn phải thay đổi suy nghĩ của thợ săn anh hùng, khiến cho anh từ bỏ việc thực thi cái ác tuyệt đối và khiến cho Garou nhận ra rằng thế giới hòa bình được thống trị bởi cái ác tuyệt đối là hão huyền và không thể trở thành hiện thực. Chính vì thế nên, Saitama sau đó mới vừa đấm vừa nói như mình đã nhắc đến, thuyết phục Garou rằng cậu là một anh hùng chứ không phải là một quái vật. Vậy nhưng chưa kịp thuyết phục thành công thì Garou lại trở nên tàn bạo và cuồng ác hơn, khiến cho mọi công sức đổ sông đổ bể, buộc Saitama phải dùng tới biện pháp mạnh hơn. Khi lên tới mặt trăng của sao mộc thì Saitama cũng đã nói rõ để cho chúng ta thấy rằng dù Saitama tung rất nhiều sát thương vào Garou nhưng cũng không phải là để tiêu diệt, mà lần này là đánh cho tới khi nào Garou chịu thua thì thôi. Đó cũng có thể là lý do mà Saitama nói ta sẽ cho chú một trận te tu rồi tính tiếp. Câu nói đó đã thể hiện rõ ý thánh sai rằng anh sẽ không giết thợ săn anh hùng, mà sẽ dạy cho Garou một bài học gió đời và phải thay đổi ý chí về cái ác tuyệt đối của mình. Saitama là một anh hùng. Và chắc chắn rồi, một trong lý do lớn nhất mà Saitama không kết liễu Garou như cách mà Thánh Sai đã kết liễu Boros là vì Sai Hỏi là một anh hùng, mà đã là một anh hùng thì Sai Hỏi không cho phép mình giết người. Ngay từ đầu khi Sai Hỏi gặp Garou trong hình dạng quái vật thì Thánh Trọc đã không cảm nhận được đây là một quái vật, mà thay vào đó Sai Hỏi đã hỏi rằng Garou là thế nào. Từ câu nói này chúng ta có thể thấy rằng Saitama vốn dĩ không xem thợ săn anh hùng là quái vật, cộng với những hành động cứu giúp người khác của Garou thì Thánh Trọc lại càng chắc chắn về nhận định của mình. Sau khi xác nhận rằng thợ săn anh hùng không phải quái vật thì Thánh Sai đã quyết định bỏ đi, thậm chí là theo nhận xét của Saitama, Garou còn trông chả giống với một quái vật. Chính vì thế mà Sai Hỏi thấy rằng mình chẳng cần phải đánh nhau với thợ săn anh hùng làm gì, vì một anh hùng như anh thì chỉ nên chiến đấu với quái vật mà thôi. Tính cách của Sai Hỏi như vậy thì thử hỏi làm sao mà Saitama có thể kết liễu một con người như Garou được. Dù cho thợ săn anh hùng có độc ác tới đâu thì với Sai Hỏi anh vẫn là một con người, mà đã thế thì Sai Hỏi không thể tung hết sức để khiến Garou bốc hơi như các quái vật khác được. Thậm chí là với các quái vật thì nếu chúng không quá nguy hiểm, Saitama cũng không thẳng tay tiêu diệt chúng, mà vẫn để cho các quái vật đó có cơ hội để sống tiếp, ví dụ như Manako. Vì vậy mà đến giờ, Garou dù liên tục ăn đấm nhưng vẫn trụ lại được, thì có lẽ là do Saitama thực chất không muốn tiêu diệt Garou ngay và luôn. Garou chính là đệ tử của cụ Bang. Và nguyên nhân cuối cùng mà mình nhắc đến trong video này đó chính là Saitama biết rõ Garou chính là học trò của lão Bang. Ngay khi đấm Garou văng đến vị trí gần các anh hùng và gặp cậu bé Tareo thì Sai Hỏi đã nhắc đến việc cụ Bang sẽ hết nước mắt khi nhìn thấy người học trò của mình như thế này. Chắc chắn là Saitama vẫn chưa quên vấn đề mà người bạn của mình đang gặp phải, đó là học trò của Nanh Bạc là thợ săn anh hùng. Biết rõ là Bang đang tìm Garou về để dạy dỗ lại, chính vì vậy mà có lẽ Sai Hỏi vẫn còn đang đương tay với Garou để cho đệ tử của Bang tỉnh ngộ và đoàn tụ lại với Nanh Bạc. Chỉ có thế thì lão Bang mới không làm phiền đến Sai Hỏi nữa, và Bang thì cũng thỏa mãn được ước muốn tìm lại thằng đệ tử hỗn xược để dạy dỗ. Rõ ràng là một công đôi chuyện. Chính vì thế mà Thánh Sai có lẽ là muốn đánh cho Garou chịu thua, rồi sau đó tự mình quy hàng và Thánh Sai sẽ giao lại Garou cho Bang. Và thế là Saitama có thể giải quyết một công đôi việc.